Chào các bạn, hôm nay cây hoa giả.com.vn vừa hoàn thiện và bàn giao một bức tường cây giả cho nhà máy Molex tại Đông Anh, Hà Nội. Bức tường nằm trong không gian nhà ăn rộng lớn. Với cây chủ đề là cây cọ và cây lá chè bản địa, kết hợp với các cây trầu bà lá rách, cây ngân hậu. Với địa hình của bức tường có khoảng giật cấp. Để tạo ra một bức tường bằng phẳng, cây hoa giả.com.vn đã bàn bạc và lên phương án cùng với đội ngũ tư vấn thiết kế để cho ra mắt sản phẩm vừa đảm bảo về kỹ thuật cũng như mỹ thuật. Trước khi thi công các sản phẩm đều được kê lót dưới bạt, tránh làm sức bề mặt sàn của công trình. Các dụng cụ thi công được sắp xếp gọn gàng và cẩn thận. Thi công như bản vẽ kỹ thuật đã được chỉ định. Sản phẩm có cửa phụ đóng mở bằng bản lề tiện lợi. Tận dụng không gian chứa các vật dụng như chổi quét lau nhà, một số đồ dụng cụ nhỏ. Phần ghép nối cũng được cắm cây đồng nhất các mặt. Khi thi công cây hoa giả com vn cũng đã phối hợp cùng với đơn vị biển quảng cáo làm sẵn các phần xương sắt chờ để đơn vị quảng cáo gắn chữ Mika được dễ dàng và nhanh chóng. Các sản phẩm được thi công tại xưởng lắp đặt tại công trình giúp chủ đầu tư tiết kiệm được thời gian cũng như giảm giá thành. Sản phẩm được trau chuốt tỉ mỉ từng công đoạn, có thể làm hài lòng những vị khách kỹ tính nhất. Sau khi thi công bên mình luôn vệ sinh lại khu vực vừa thi công tường cây để trả mặt bằng sạch sẽ và thông thoáng giúp chủ đầu tư tiết kiệm tiền vệ sinh công nghiệp. Nếu quý khách hàng có nhu cầu mua sản phẩm cây để tự làm hoặc thi công tường cây giả có thể liên hệ tới hotline 0969601100 hoặc truy cập website cây hoa com vn để được tư vấn nhé.